Quý vị anh chị các bạn thân mến, mỗi gia đình chúng ta thì chắc có lẽ là quý cô chú anh chị các bạn ai cũng đã trồng những cái cây lá lốt này ở gần chậu nước, hoặc là chúng ta trồng ở trong vườn nhà rất là nhiều ha. Thì đây không những là một trong những cái loại rau mà chúng ta ăn hàng ngày, mà đây còn là một trong những cái vị thuốc rất là quý mà không phải ai cũng có thể biết được đây là những cái cây thuốc nhá. Thì trong video ngày hôm nay thì Kiên sẽ mời quý vị cùng Kiên chúng ta hãy tìm hiểu về cây lá lốt, vị thuốc ở trong vườn nhà mình như nào. Cây lá lốt thì từ lâu đã được biết đến như một loại gia vị nguyên liệu rất quen thuộc, được kết hợp cùng để chúng ta chế biến ra những cái món ăn hấp dẫn và nhiều cái giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên là điều ít người biết, nó còn là một trong những vị thuốc có tính ứng dụng cao và được sử dụng trong dân gian để chữa các cái bệnh như là đau nhức xương khớp, đau răng, chân tay lạnh. Và mời quý vị hãy cùng kênh Cây Thuốc TV, chúng ta hãy cùng khám phá một số cái tính năng cũng như là công dụng của cây lá lốt. Cái bộ phận lá lốt được sử dụng là lá lốt được coi là loại đặc hữu phổ biến ở các nước như là Việt Nam, Lào, Campuchia. Ở Việt Nam thì lá lốt mọc tự nhiên khắp nơi, từ vùng đồng bằng đến trung du, đặc biệt là các tỉnh vùng núi thấp dưới 1.000 m, là một loại cây mềm mọc cao tới 1 m, thân hơi có lông, lá hình trứng rộng, phía gốc hình tim, đầu lá nhọn, soi lên có những điểm trong, phiến lá dài 13 cm, rộng 8,5 cm, mặt trên thì nhẵn, mặt dưới thì hơi có lông gân, cuống lá dài từ 2,5 cm, cụm hoa mọc thành bông, bông hoa dài từ 1 cm, cuốn cuống dài là 1 cm. Cây lá lốt là một cây ưa độ ẩm và nó có ưa bóng, thường mọc thành những đám lớn ven rừng, dọc theo các bờ khe suối, chân núi, đá vôi, các bờ ao, ở quanh làng, quanh nhà. Thì cây thì ra hoa hàng năm. Hình thức tái sinh tự nhiên chủ yếu là mọc chồi từ thân rễ, thường trồng bằng mẫu mẫu thân cắt thành từng khúc 20 đến 25 cm, để chúng ta dâm vào nước ẩm ướt thì tự khắc thì cây lá lốt nó sẽ lên rất là dễ dàng thôi. Chắc có lẽ là quý cô chú anh chị cũng đã trồng cây này rồi. Thì những cái thành phần hóa học ở trong cây lá lốt thì lá, thân, rễ thì chứa alkaloid và tinh dầu. Tinh dầu có 35 thành phần, trong đó 25 thành phần được nhận dạng. Thành phần chủ yếu của cái tinh dầu trong cây lá lốt là bécarophyllène, rễ chứa tinh dầu, trong đó thì thành phần chính là boniacetate. Theo y học hiện đại thì có tác dụng là kháng khuẩn đối với các loại vi khuẩn đấy, và tác dụng giảm đau và các trị các cái bệnh viêm cấp tính răng miệng. Còn theo y học cổ truyền đó thì lá lốt có vị cay, tính ấm, có tác dụng là trừ hàn, giảm đau, hỗ trợ tiêu hóa, cầm nôn đấy. Công dụng của cây lá lốt thì lá lốt được dùng điều trị các cái bệnh như là đau lưng, đau khớp, tay chân tê dại, tay chân tê bại, rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, đầy hơi, chướng bụng, đau nhức răng, ra mồ hôi chân tay. Thì Kiên sẽ chia sẻ với quý vị một số cái bài thuốc về cây lá lốt. Thứ nhất là bài thuốc thứ nhất là chúng ta chữa phong thấp, đau nhức xương. Thì lá lốt 16 g, tầm gửi cây dâu 12 g, tục đoạn là 12 g, sắc với 250 ml nước. Còn 150 ml nước chia làm 2 lần uống trong ngày và buổi tối trước khi đi ngủ. Cái thứ hai là bài thuốc thứ hai là lá lốt, cỏ xước, cành dâu, cà gai, mỗi vị là 20 g, nghêu tất là 10 g, sao qua sắc uống mỗi ngày một thang trong 3 đến 5 ngày, có thể củng cố kết quả bằng cách ăn lá lốt nấu với lạc trong 7 ngày liên tục. Đấy. Bài thuốc đó đó là cái bài thuốc mà chúng ta chữa phong thấp nha, đau nhức nha. Đó là nó có nhiều cái kết hợp với lại nhiều cái cây thuốc khác nhau thì nó có nhiều bài đấy.
thì cứ đọc một hai bài vậy để quý vị tham khảo. Cái thứ hai nữa là chữa đau lưng xương khớp, bàn chân tê buốt. Thứ ba là chữa đầy bụng mùn nôn. Thứ tư là chữa chứng lợm giọng. Thứ năm là chữa bệnh tổ đỉa. Thứ sáu là chữa đổ mồ hôi chân tay. Thứ bảy là chữa viêm xoang chảy nước mũi. Thứ tám là chữa viêm lợi. Đấy, nó có rất là nhiều cái công dụng để chúng ta có thể sử dụng nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau.